Đây là quán ăn gia đình Trúc Tiên ở số 35-37 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trong quán ăn này có tới 15 cá thể động vật hoang dã đang bị nuôi nhốt trái phép như tê tê, treo treo, cầy vòi hương, dúi móc nhỏ. Trong đó tê tê là con cái. Trong thời gian nuôi nhốt tại đây đã sinh một tê tê con. Trưa 31 tháng 7 năm 2018, Hạt Kiểm Lâm Biên Hòa phối hợp với Công an thành phố Biên Hòa đã kiểm tra quán ăn này. Làm việc với đoàn kiểm tra, chủ quán là ông Nguyễn Thanh Bình, 33 tuổi, khai nhận toàn bộ số động vật hoang dã được một người tên Hùng ở huyện Vĩnh Cửu đưa đến ký gửi. Bán được con nào, ông Hùng sẽ cho người tới nhận tiền. Con tê tê cái nặng gần 5kg sinh con này được định giá 11 triệu đồng. Ngày 1 tháng 8, Hạt Kiểm Lâm Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết đã chuyển toàn bộ số động vật ở đây về khu cứu hộ động vật Vườn Xoài thuộc xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa để chăm sóc, nuôi dưỡng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.